Kính mắt Pro xin chào cả nhà. Chắc hẳn các bạn ai cũng biết đến mắt kính. Mắt kính không chỉ để bảo vệ đôi mắt khỏi tia UV, khói bụi, mà còn là một phụ kiện đem lại thẩm mỹ, thời trang cho người đeo. Câu hỏi đặt ra, vậy làm thế nào để lựa chọn cho mình một chiếc mắt kính phù hợp với khuôn mặt và da của mình? Kính to hay nhỏ, tròn hay vuông, viên dày hay mỏng? Hãy cùng Kính Mắt Pro tìm hiểu nhé! Trước tiên chúng ta hãy đi xác định hình dạng khuôn mặt của mình nhé! Để xác định hình dạng khuôn mặt, trước tiên bạn hãy vuốt gọn tóc lên, dùng keo mặc cài tóc, nhìn thẳng vào gương và dùng thước đo, đo chiều rộng trán, xương gò má, hàm dưới và chiều dài gương mặt. Cơ bản có 6 hình dạng khuôn mặt: chữ nhật, trái xoan, kim cương, trái tim, hình vuông và hình tròn. Khuôn mặt hình chữ nhật có độ dài khuôn mặt lớn nhất, chiều rộng của trán, xương gò má và hàm dưới tương đối bằng nhau. Khuôn mặt hình trái xoan, đây là một hình dạng khuôn mặt có tỷ lệ cân đối nhất, có hình bầu dục hoặc hình elip, chiều rộng của trán lớn hơn chiều rộng của hàm dưới. Khuôn mặt hình kim cương, khuôn mặt này có xương gò má rộng và hơi cao, cằm và trán hơi nhọn, số người có khuôn mặt kim cương rất hiếm gặp. Khuôn mặt trái tim, người có khuôn mặt trái tim sẽ có cằm nhọn, xương gò má rộng, vùng trán rộng hơn xương gò má và hàm dưới. Khuôn mặt hình vuông, đây là khuôn mặt có chiều dài khuôn mặt và khoảng cách giữa hai má tương đối bằng nhau, đường viền hàm dưới, má và trán có chiều rộng gần như bằng nhau. Khuôn mặt hình tròn, khuôn mặt này rất dễ nhận biết, nhìn tổng thể không có góc cạnh, chiều dài khuôn mặt và khoảng cách giữa hai má tương đối giống nhau, đường viền trán và hàm dưới đều tròn trịa. Sau khi xác định được hình dạng khuôn mặt của mình rồi thì cách chọn mắt kính phù hợp với khuôn mặt sẽ là như thế nào? Trước khi đi vào phần này thì các bạn cần biết nơi để có thể mua được những cây kính tốt mà giá cả lại hợp lý đã nhé. Chúng ta có thể truy cập vào trang web kinhmatpro.com để lựa chọn vô vàn mẫu kính đẹp nhé các bạn. Kính râm, kính mát, kính không độ, gọng kính cận, vân vân. Được rồi, bây giờ sẽ là cách chọn kính nhé. Trước tiên là chọn kính cho khuôn mặt chữ nhật. Để làm cho khuôn mặt ngắn và trông cân đối hơn, bạn nên lựa chọn kính có tròng kính lớn, gọng kính dày. Có thể chọn họa tiết cho gọng để tạo điểm nhấn cho khuôn mặt. Chọn kính với khuôn mặt trái xoan. Các bạn có khuôn mặt trái xoan là một lợi thế tuyệt vời cho việc chọn kính, vì hầu như loại kính nào cũng phù hợp. Tuy nhiên, lựa chọn tối ưu vẫn là một gọng kính có hình chữ nhật, trong kính không quá lớn. Chọn kính với khuôn mặt hình kim cương. Để giảm bớt sự góc cạnh của xương gò má, bạn nên chọn kính không vành, gọng kính có họa tiết để tạo nổi bật. Kiểu kính hình oval hoặc mắt mèo sẽ là lựa chọn tốt nhất. Chọn kính với khuôn mặt hình trái tim. Để giảm đi độ rộng của phần trên khuôn mặt, bạn nên chọn một chiếc mắt kính có phần gọng bên dưới lớn, giống hình bướm hay mắt mèo. Khung kính mỏng, không vành và màu sáng là sự lựa chọn tối ưu giúp khuôn mặt của bạn trông cân đối hơn. Chọn kính với khuôn mặt hình vuông. Hãy chọn kính có hình oval, bầu dục hoặc gọng kính vuông nhỏ có cạnh bo tròn, sẽ giúp khuôn mặt bạn bớt đi góc cạnh và trông thon gọn hơn. Chọn kính với khuôn mặt hình tròn. Để giúp gương mặt tròn thon hơn và dài hơn, hãy lựa chọn khung vuông hoặc hình chữ nhật, phần viền có góc nhọn độ dày vừa phải. Cách chọn mắt kính phù hợp với da. Ngoài việc lựa chọn mắt kính theo khuôn mặt, bạn cũng cần chú ý đến màu da, tông da trắng, sáng. Đây là màu da dễ lựa chọn kính nhất. Chọn kính có màu xanh, hồng hoặc màu tối như đen, nâu, hổ phách đều tương phản giúp làm nổi bật lên màu da của bạn. Đối với màu da tối, việc lựa chọn những loại kính có màu sắc nhẹ như kem nhạt, vàng nhạt giúp tổng thể khuôn mặt trông tươi trẻ hơn. Hy vọng video này của Kính Mắt Pro sẽ giúp bạn chọn được kính phù hợp với mình nhé. Hãy ghé qua web kinhmatpro.com để lựa kính nhé các bạn. Kinhmatpro.com
đẳng cấp, thời trang, phong cách,